Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin kết thúc hội nghị Trung ương lần thứ 5, Nguyễn Xuân Phúc thất thế, Tô Lâm bỏ chạy sang Phạm Minh Chính. Vậy là kết quả đã không như dự đoán rằng hội nghị Trung ương lần thứ 5 sẽ là hội nghị thay ngựa giữa dòng. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bị áp lực rời ghế vì tuổi cao sức yếu và nhường ghế lại cho Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính đấu với nhau. Tuy nhiên, nhiều người đã đánh giá thấp ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đã đủ mạnh để đè bẹp tất cả, không ai có thể hất ông ra. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tại vị thì có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính đều ở lại vị trí cũ. Đối với ông Chính ở vị trí ghế thủ tướng thì vẫn là không mất gì vì ghế thủ tướng vốn là chiếc ghế có thực quyền. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Xuân Phúc ở lại ghế lại là chuyện khác. Điều này được xem như là một thất bại vì chiếc ghế chủ tịch nước mà ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nắm chỉ là chiếc ghế hữu danh vô thực. Uổng công trong Tô Lâm liên minh với ông Phúc để chiến đấu. Và giờ thì ông Phúc không lên chức thì ông Tô Lâm cũng không được sơ mối gì, nên đành tạm biệt ông chủ tịch hữu danh vô thực càng sớm càng tốt. Đây là hình ảnh hội nghị Trung ương 5 kết thúc, ông Trọng vẫn tại vị. Tô Lâm quả là người thức thời, từ chỗ thuộc hạ của Nguyễn Phú Trọng, sau đó chuyển sang làm người liên minh với ông Phúc để mưu cầu quyền lực. Tuy nhiên giờ ông Phúc không gặt hái được gì thì ông dứt áo ra đi. Ông Tô Lâm đi đâu cũng là câu hỏi được đặt ra. Ông theo Phạm Minh Chính. Vào ngày 11 tháng 5, ông Phạm Minh Chính đã đến Washington bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong phái đoàn có ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Trong khối ASEAN thì Việt Nam là quốc gia độc tài, nhà nước công an trị. Lối cai trị nặng về bạo lực, không tuân thủ pháp luật đã bị Mỹ và trên thế giới chỉ trích nặng nề, đặc biệt là các vấn đề về nhân quyền. Chính vì thế, ngành an ninh ở Việt Nam rất khác biệt so với phần còn lại, hầu như là không có điểm chung nào cả. Vậy ông Tô Lâm theo ông Phạm Minh Chính để làm gì là câu hỏi được đặt ra. Phải chăng ông Tô Lâm cũng đang muốn buông ông Nguyễn Xuân Phúc và sát cánh cùng Phạm Minh Chính trong thời gian tới? Không có việc gì mà cứ muốn gần gũi với sếp của mình, cách làm của người xù nịnh. Ông Tô Lâm ra người thức thời, ông sẽ làm như thế nào, miễn là có lợi cho mình là được. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tới Mỹ. Một bộ trưởng công an bỏ thời gian bay nửa vòng trái đất đến Hoa Kỳ chỉ để nói những chuyện chung chung không rõ mục đích là câu hỏi rất lớn. Hiện nay, ông Tô Lâm đang bị Slovakia xem như một thành phần phạm pháp. Với luật pháp quốc tế, thiếu Tô Lâm bàn bạc được gì về hợp tác an ninh thế giới và khu vực đây? Lịch làm việc của phái đoàn Việt Nam được chia sẻ như sau. Ông Phạm Minh Chính gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Ridge, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Kina, Bộ trưởng Tài chính Janet, gặp gỡ Thượng nghị sĩ Patrick và một số nghị sĩ Mỹ khác. Tại Washington DC, ông Chính phát biểu chính sách tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS. Sau đó, Thủ tướng sẽ tiếp lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và các tập đoàn Mỹ, bao gồm ASEAN Group, Blackstone, Kentech và AS. Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 11 đến 17 tháng 5, ông Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo quốc gia ASEAN sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN diễn ra tại Washington DC trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 5. Sau đó, ông sẽ thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc. Như vậy thì rõ ràng trong lịch trình không có việc gì cho Tô Lâm cả, nhưng Tô Lâm vẫn tháp tùng. Nếu ở trong nước, việc ông Tô Lâm tháp tùng Phạm Minh Chính là để bảo vệ cho ông Chính, nhưng ra nước ngoài, công tác an ninh được nước sở tại đảm nhận. Như vậy có khác nào ông Tô Lâm là nhân vật thừa thãi theo phái đoàn này? Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm vốn là người thích công du nước ngoài, tuy nhiên những tai tiếng ông để lại là không ít. Chuyện ông Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng ở London giờ vẫn còn nóng hổi. Không biết ông Phạm Minh Chính để Tô Lâm sát cánh như thế nào, sẽ có ngày ông Tô Lâm lại mang lại cho ông Phạm Minh Chính những tiếng xấu đến vuốt mặt không kịp nữa. Cũng không biết ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có nhận ra điều này hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hậu Giang là vùng đất giữ,
ai đang nhận lấy cái hung hiểm của Trịnh Xuân Thanh để lại. Có thông tin bên ngoài cho biết vùng đất Hậu Giang là vùng đất giữ, nếu ai không hợp mệnh thì sẽ bị quật. Trịnh Xuân Thanh là một trường hợp như vậy. Đây chỉ là lời đồn mang tính chất huyền bí, chỉ là đưa ra để tham khảo hoặc để chiêm nghiệm, chứ không thể xem nó là điều chắc chắn. Mặc dù vậy, xét trên thực tế thì sự nghiệp chính trị của ông Trịnh Xuân Thanh đã bị kết thúc khi ông Thanh về Hậu Giang, và từ đó cuộc đời ông xuống dốc không phanh, đến mức ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm phải đưa quân sang tận Berlin tại Đức để bắt cóc đem về. Ông Trịnh Xuân Thanh khi đó đã trốn ra nước ngoài, tưởng là an toàn, nhưng thực sự ông cũng không thoát khỏi số phận. Có rất nhiều người tẩu thoát ra nước ngoài mà an toàn, nhưng Trịnh Xuân Thanh thì không. Phải xui xẻo lắm thì khi ra được đến nước ngoài mới bị bắt và đem về đến như vậy. Và xui hơn nữa, ông Trịnh Xuân Thanh còn chịu mức án nặng hơn cả sếp của ông trước đây là ông Đinh La Thăng với hai mức án tù chung thân. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh bị đẩy vào lao tù khi về làm quan chức tỉnh Hậu Giang. Thực ra, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho truy tới cùng với lý do, và ông Thanh đã nhận thấy hậu quả nặng nề khi ra nước ngoài còn thách thức ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là chuyện cách đây nhiều năm, và hiện nay tại Hậu Giang cũng có một nhân vật đã bị bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng sờ tới. Đó chính là ông Nguyễn Văn Lành, bí thư Đảng ủy Bộ phận Giám đốc CDC tỉnh, do để người của công ty Việt Á đến nhà tặng quà, trong đó có tới 450 triệu đồng Việt Nam. Quyết định kỷ luật ông Lành, tức là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang CDC, được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Sở Y tế Hậu Giang đưa ra vào ngày 10 tháng 5. Ông Lành bị cho là vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Lành cho biết vào trưa ngày 3 tháng 12 năm 2021, người của công ty Việt Á đến nhà tặng quà. Khi thấy trong túi quà có nhiều tiền, chiều cùng ngày ông mang vào cơ quan lập biên bản báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Túi quà sau đó bị công an Hậu Giang thu giữ, làm rõ động cơ, dấu hiệu sai phạm. Ông Lành vốn là phó giáo sư, tiến sĩ, công tác nhiều năm trong ngành y tế của tỉnh Hậu Giang. Vào năm 2020, ông được bổ nhiệm làm giám đốc CDC của tỉnh này. Cũng lại là giáo sư, tiến sĩ, những người này có chức chữ nhưng dường như họ không có đủ đạo đức để làm các chức vụ lớn đến như vậy. Và họ cứ thế tham nhũng, ăn cắp tiền của dân. Đây là hình ảnh tiêu cực xảy ra tại Hậu Giang. Đã bị cách hết tất cả các chức vụ trong đảng, chính là hình thức chuẩn bị đưa vào nhà tù. Ông giám đốc này đáng nha phải như vậy, bởi vì bất cứ hình thức nào tiếp tay cho công ty Việt Á trục lợi người dân trong lúc họ khó khăn đều là tội ác không thể cho qua được. Cho nên, ông này đã nối gót Trịnh Xuân Thanh vào tù dường như rất thích đáng. Vào hôm 5 tháng 5, tỉnh Hậu Giang công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với ngành y tế tỉnh này. Trong đó, CDC tỉnh ký 2 hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm của công ty Việt Á với tổng số tiền lên tới gần 3,4 tỷ đồng và đã thanh toán toàn bộ 100%. Sau khi xảy ra vụ án nâng giá kit test nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này bị bắt vào giữa hồi tháng 12 năm 2021. Hơn 30 người, trong đó có 16 lãnh đạo, cán bộ nhiều CDC của Sở Y tế, sau đó bị Bộ Công an và các địa phương khởi tố bắt giam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Lành. Vụ trục lợi trên bộ kit xét nghiệm dởm là vô cùng nghiêm trọng. Bộ Công an cần vào cuộc để điều tra làm rõ những hành vi trục lợi này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã muốn làm trong sạch của đảng thì cần phải làm tới cùng. Vụ án này so với vụ án Trịnh Xuân Thanh là nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không truy tố thì người dân không biết tin vào chính quyền này như thế nào nữa. Nhìn đâu cũng thấy quan lại cấu kết với gian thương trục lợi trên đầu trên cổ người dân. Họ sống đã khổ, càng thêm khốn khổ hơn trong mùa đại dịch. Vụ án công ty Việt Á cũng cho thấy chân rết của hệ thống chính quyền và gian thương nó chẳng chịt quắc với nhau như thế nào. Nơi nào có thảm họa thì nơi đó có cấu kết. Nhiều người dự đoán rằng nếu bắt hết số lượng bị can thì bị cáo rất đông. Tuy nhiên, ông Trọng có dám làm tới nơi hay không?